đây là mẹ đang kêu cô Ba lên clip để chuẩn bị trồng mai. Đang múc clip có đường mưa nước không thoát rồi nè. Trước đó là đất này mình để bằng phẳng mình trồng lúa. Vụ rồi thu hoạch lúa rồi, bây giờ là mình trồng mai. Cắt từ đuôi bên đây làm được rồi đó. Kéo dài cho tới bên kia chưa làm xong nha. Hai mẫu đất. Giới thiệu bo tạm mai nè, không bo rồi mà không có vô phim đây để mẹ giới thiệu. Cây mai mình trồng nay là cỡ 6 tháng rồi, 6 tháng là nó cỡ này, nó cao cỡ này mà mình bo tàn cho nó là đẹp rồi đó. Đó mình cắt đây là cái đọt nè, mình cắt bỏ cái đọt, mình chưa có mấy cái mắt nè. Cái mắt này nó mới nhảy lên được đọt non khác, chứ mà mình cắt sát đây thì nó điếc đọt luôn, nó không có đọt. Đó mình cắt như vậy để mình bo tàn mai, mình sửa tàn lại. Bo nhỏ lại vậy là cho nó mới nuôi cái thân, nó mới mập lên, nó mới bự lên. Chứ không phải mình để cái nhánh nó quơ rồi quá là nó sẽ bị ốm cái mai mà nó nuôi cái nhánh. Là những cái cây mà nó xấu á, như hổm mình giới thiệu những cây xấu mà cắt ngang á là nó không có nhánh như vậy nè, như cây này nè nó không có nhánh, cho nên mình cắt sát gốc mình bỏ rồi mình nuôi lại cái khác. Mà tại cái hai nhánh này nhỏ mình tiếc quá, mình để mình dưỡng thử là được không. Và đây là màn đi cầu khỉ. Chỉ có về quê, về ruộng, về đồng mấy bạn mới thấy cái cầu khỉ này thôi. Thành công một người, thành công hai người. Tới lượt tôi. Bây giờ là đi qua đám chanh với đám mai. Cây cầu khỉ này các bạn. Ôi, nó xoay xoay. Lên. Dạ, dây mướp từ lên nữa. Cái này mình có rải hộp không mẹ? Trời ơi, hay vậy? Ờ. Trời ơi, đâu? Cái trái kìa, đậu rồi. Ăn không hết luôn á. Cái bông nè. Đâu có xịt thuốc gì đâu, có rầy bọ gì nữa. Cái cưng ghê không? Đâu? Ờ đây đậu con trái nè. Hôm nay cũng thu hoạch được mấy trái. Cái lá mà phước luôn nè. Một màu xanh đen ống ngã. Cái bông màu vàng. Gì mẹ? Cái máy nó làm gì? Sao chứ? Mấy chục năm hả? Lấy cục nhông. Ừ, ai lấy? Lấy chi trời? Trời đất ơi. Để đây ăn trộm lấy cục nhông quay luôn. Cục nhông ngay đây này đúng không? Trời á. Bỏ tay luôn. Chứ không dịch gì đâu con. Và đây là một đám đất khác nữa. Bữa hổm mẹ đã mướn cu be múc rồi, với lại cái máy xới và chẻ clip ra để trồng khoai. Khoai tím mà bữa nhà mình có một khoai giống vậy á. Chắc bữa nữa mẹ chuẩn bị cắt mặt nè. Các mặt ương nó lên cây rồi đó, bắt đầu mình sẽ đem vô đây mình trồng khoai tím. Bữa nay thời tiết rất là mát luôn, không khí ui giống như có bão vậy đó, nhưng mà mát dữ lắm. Giờ là tầm 9 giờ mấy 10 giờ và tiền của bữa nay là đám chanh. Cái này chanh bông tím luôn không mẹ? Chanh bông tím kép bo.
chanh xanh mướt luôn nè. Chanh này là trồng sau cái đám bên kia có trái rồi, đám này chưa có trái. Cái này trồng cho ăn mai cho mình về nè. Mai này trồng cũng mẹ 6 tháng rồi, là chung với cái bờ quả lắm. Mẹ mới bò tàn xong. Mẹ mới bò tàn, không bò tàn, không có quẩn vô quay. Dạ. Quay lên cha đang để thôi. Dạ. Mấy heo không làm gì mấy heo? Sĩ Tiên làm gì Sĩ Tiên? Vô tới đây rồi còn sợ bị Covid hay gì, còn đeo khẩu trang gì Tiên? Phía xa xa kia là cha mình đang rải phân. Cha rải phân cho chanh. Ê! Cha làm gì đó? Mát quá, gió thổi mát quá Tiên ơi, nhức nách luôn, cái gì cũng nhức nách hết trơn. Có nắng lên nè, ui có nắng lên xíu rồi. Ui trời đẹp quá à, ui khóm kìa, khóm cho cái cây khóm nó chín chín là vậy đó Tiên. Thấy cái trái sau cây dừa không vàng á. Ừ, này khóm của người ta. Cho bẻ đại trái ăn cũng được mà, đúng không? Sao tao chỉ không? Nè, bữa hai chặt khóm rồi nè. Trời, không chờ hết. Đây không có trái nào không chờ. Đây là đám mai mà bữa mẹ đã xả tàn rồi nè. Bây giờ là nó lớn. Nó ra nhánh mới, nó ra lá mới nè. Này xanh mướt luôn. Ừ. Đám mai này thì đã bán cho người ta rồi, nhưng mà người ta còn gửi lại đất tới Tết người ta mới bứng. Cái gốc nó rất là bự nữa. Đây cái gốc cây mai. Cái này là mai. Hôm đó sẽ tàn xấu quá rồi, phải làm lại đẹp hết ha. Đẹp sợ không? Yeah. Đẹp vậy người ta mới mua chứ không sao người ta đâu có mua đâu. Nhìn xa bự xanh mướt luôn. Bán rồi cho nên mới lên đất khác để trồng thêm. Mấy heo không làm gì nữa rồi mấy heo? Mấy heo trồng cây. Trồng cây hả? Nước đang chảy nữa nè. Ủa sao này nước nó chảy vậy mẹ? Cha đặt cái bọng đám mai vô qua đám chanh đó. Nước chảy từ trong đất lao nè. Mà ngay đây đâu có cái bọng đâu không? Có bọng cha nhắc lại đó. Bọng nhỏ xíu vậy hả? Trong này nước ra nữa. Nó có sóng luôn nè. Vô rồi ha. Đây. Ai ơi, mình đi đi. Rồi được rồi. Chim mai làm kìa. Chim là chim. Chim có cánh hay chim để hỏi. Chim này nữa. Yeah.